Các bạn thân mến, hiện tại trong hệ sinh thái Antima có một chương trình khuyến mãi huyền thoại dành cho các hợp đồng Speed Booster, trong đó bạn có cơ hội kiếm được lợi nhuận tối đa mỗi năm. Bởi bằng cách mua gói hợp đồng Booster Split và đóng băng Antima chỉ trong một năm, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ 3 bể cùng một lúc, bể Antima, Booster và bể Game. Bây giờ mỗi bể trong số đó đang phân chia 5 Antima hàng ngày như phần thưởng. Điều này có lợi hơn nhiều so với việc đóng băng Antima trong thời gian ngắn và bỏ lỡ cơ hội nhận được phần thưởng gấp 3. Cần làm gì để kích hoạt lợi ích đáng kinh ngạc này? Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn biết mọi thứ. Hãy nhớ xem đến cuối vì thông tin sẽ giúp bạn nhân lợi nhuận lên nhiều lần. Chúng ta hãy xem xét chiến lược từng bước. Bước 1. Hãy thanh toán cho hợp đồng Speed Booster bằng cách đóng băng Antima trong một năm. Điều này sẽ cho phép bạn trở thành thành viên của bể Antima. Bước 2. Hãy đóng băng số token Split Booster đã nhận trong Smart Wallet để trở thành thành viên của bể Booster. Bước 3. Yêu cầu và nhận phần thưởng hàng ngày bằng Antima từ hai bể thanh khoản cùng một lúc, Antima và Booster. Trong thời gian chương trình khuyến mãi huyền thoại của hợp đồng Split Booster đang có hiệu lực, bạn không chỉ có quyền truy cập vào phần thưởng từ các bể thanh khoản mà còn nhận được mã khuyến mãi để nhận tiền trong trò chơi Battle Bulls. Và điều này sẽ giúp bạn trở thành thành viên của bể game. Bằng cách nào? Rất đơn giản. Kích hoạt mã khuyến mãi cho tiền trong trò chơi Battle Bull. Mua thẻ thu nhập thụ động trong phần mining. Tích lũy euro trong trò chơi trong số dư earn per HOUR của bạn. Chuyển đổi euro trò chơi từ số dư earn per HOUR thành token Bull Split và rút chúng về Smart Wallet trong thời gian airdrop. Đóng băng token Bull Split và nhận phần thưởng bằng Antima. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng mỗi giao dịch yêu cầu phần thưởng đều phải chịu một khoản phí Smart. Nhưng bạn không phải trả khoản phí này nếu bạn staking hoặc nói một cách đơn giản là đóng băng coin Smart. Bằng cách đóng băng Smart, bạn duy trì hoạt động của mạng và nhận được các tài nguyên chính cho việc đó, băng thông hoặc bandwidth và năng lượng cần thiết để hoàn thành tất cả giao dịch trên blockchain, bao gồm cả giao dịch với hợp đồng thông minh. Để làm cho các giao dịch của bạn trở nên miễn phí, việc đóng băng từ 50.000 đến 100.000 Smart cho năng lượng và vài nghìn cho bandwidth là đủ. Và bây giờ là điều quan trọng nhất, Antima bị đóng băng để thanh toán có thể được nhận lại sau một năm. Do đó, tất cả các tính năng mà chúng tôi đã đề cập trong video này sẽ hầu như miễn phí cho bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được lợi ích lớn nhất trong lịch sử Antima. Hãy mua các gói hợp đồng Split Booster bằng cách đóng băng Antima theo năm và tận hưởng lợi nhuận tăng lên mỗi ngày của bạn.